mới xe lại nè. Ê nè, xin chào với con. Dạ con xin chào bà quý nhé. Các bạn hôm nay con tên là Nick. Con 4 tuổi, con đi ở piscine mà nó kêu cà khẩu giáp và kết bạ. Này là phải piscine con, piscine là hồ tắm, còn này mình đi biển con ơi. Trời ơi. Thôi đứng nào mà cho ông bà cô chú coi áo dài đẹp à. Đứng yên, đứng yên. Ừ. Ôi đó, có ai mình đi biển mà mặc áo dài giống như Nina chưa? Nhà mình hôm nay tới cái biển này nó tên là Tú Kết nha cả nhà. Tú Kết à, là Plage Paris. Cái tên nó là gì đó, trời đẹp quá chừng luôn cả nhà ơi. Mà hồi sáng giờ thì mưa, mình đi chỗ khác. Rồi bây giờ nửa ngày rồi, mình mới vừa trở lại đây. Ê đi xuống tham quan dưới đó. Đi dưới. Trời ơi cái bãi biển này cát không à, mà dài thiệt là dài luôn, rất là đẹp, thích quá trời luôn. Cái chỗ này là hồi năm rồi nhà mình có đặt chỗ rồi nè, có đặt chỗ tính đi đây rồi, xong rồi cái bị Covid á, cho nên là nhà mình hồi không đi cả nhà. Từ chỗ mình thuê ngủ tới đây là 150 km nha. Trời ơi thích quá à. Kìa biển cát mịn luôn kìa, tuốt xa thiệt xa ngoài kia, người ta đi quá chừng luôn kìa. Giờ đợi trả tiền đậu chỗ xe trả cả nhà. Kinh xong rồi mình sẽ ra đó. Trời ơi cái biển này, cái bãi này nó quá trời đẹp luôn á cả nhà. Cát không mà, mà giấc này là đang nước ròng nha cả nhà. Ôi cái vỏ, cái con ấy nè, nhóc luôn nè. Cái con ốc móng tay á, nó đập lên nè, quá trời luôn nè. Vậy là nước lớn là nó lên tuốt trên đây luôn. Bây giờ mình đi chân trần. Mình đi chân trần, mình đang đi ra biển này. Mình đang đi ra tuốt ngoài nha cả nhà. Hôm nay đem cái nắng theo xuống đây toàn là gặp mưa không đóng nổi. Có cái dù trên đó ha. Đây xa lắm, quá trời luôn, nước xa thiệt là xa luôn. Trời ơi cha con của Lina đi tuốt mịt mịu dưới đó luôn rồi. Mình đi kiếm cha con đó nè, đi ra ngoài đó chụp hình quay phim. Dạ tuốt ngoài đó mấy nước, ở đây đâu có nước đâu, bãi quá trời xa luôn á. Mình cầm liều tuốt ở trên đó luôn, cái bãi xa thiệt là xa luôn. Có người ấy nha cả nhà, có người canh giữ á, sợ chết đuối đồ này kia đó. Người của nhà nước á, có người canh giữ. Wow, cái bãi này. Cái bãi này rất là đẹp á, cát. Cát quá trời luôn. Tú Kết à là plage mà mấy con này nhiều ghê luôn. Mấy cái con này nè. Đó. Sắp tới rồi, nhà sóng biển rì rào rồi. Cả nhà coi nè, tuốt ở trong đây nè, mà ở đây nó có cái đường nước luôn nè. Đường nước nó làm thành cái rãnh nè, còn ở trên này mình đang thấy tè cát nè. Dạ, tè cát nè. Đó, cát nè, cát mịn ghê không. Đó, dài dài cái đường nước nó sẽ chảy xuống tới biển. Rồi, nước rồi. Ôi, ba cha con đang chơi hả? Ừ. Đang mỏi gì vậy Lina? Đang mò cát đó, sụp xuống đây. Ừ. Trời ơi mà, rồi mình sợ xuống tới biển rồi cả nhà ơi. Trời ơi tới biển rồi à, đi chân trần ở trên đây. Trời ơi thích quá cả nhà ơi, quá trời mát luôn. Trời ơi Nina ơi, phải không? Công nhận thiệt á, coi nè. Trời ơi nó mịn đã gì đâu á. Tắm chụp hình cho em hả? Ừ. Quá chừng. Quá chừng đẹp luôn, nước cũng không có lạnh không được. Nina bài đồ nghề ra đó, mê quá trời Nina. Nina ơi, thích không con? Nina mê quá trời rồi. Mình có đem đồ theo nè mà đang suy nghĩ mới có tắm hay không nè. Nina bị sống như này không có sống nhiều được hả? Không có sống nhiều phải không? Không có sống nhiều. Ừ không có sống nhiều mà bãi biển sạch ghê luôn nè, bãi rất là sạch đó, thấy không? Bãi rất là sạch đó. Bãi biển ít người nha, bãi biển ít người. Thằng kia không có chơi, dài người tắm mà. Đó, đây người ta còn đẩy con người ta đi dạo được nè. Đó. Ồ, vậy là nước lớn là nó lên tuốt ở trên đó luôn, xa thiệt là xa luôn á.
bên kia cũng có người ta tắm nữa kìa đó, dài dài luôn. Ôi cái biển dài thiệt là dài luôn. Ngồi ngồi mát. Ừ. Thằng kia thằng mấy đứa nhỏ kia nó ra tuốt ngoài. Ê nè. Nè phái quá trời luôn. Hôm qua anh đây đi tàu là gặp gặp ấy không à, gặp có đá không à. Bữa nay gặp cái bãi này quá trời cát, cái na thích mê luôn, em đi cũng mê luôn rồi. Biển này không có đậm luôn nè, biển này đẹp nữa nè, cát mịn luôn. Đi na chơi đã luôn rồi. Hôm nay mà đi mấy biển kia là đá không rồi nha. Bây giờ trời đâu nó là đi cần nè. Trời ơi. Thấy cả này đậm nè, đậm cả luôn. Mà vừa tắm đó nha, biển sạch sẽ nha, bãi cát mịn luôn, dài thì dài luôn. Bây giờ tới luôn chỗ thuê mình, nó đi tới cho em 150 cây số anh, 130 cây à, 130 cây từ chỗ mình thuê ngủ mình tới đây á. Mình thấy thôi đi cho biết luôn, tại vì lỡ hồi năm rồi không đi được rồi, rồi thích quá chừng luôn nha. Có đang còn theo tắm nữa nhưng mà chưa có tắm, tại vì tính để cho Gina nó dọc chơi chút chứ quay phim chụp hình tới biển. Mà bữa nay được nè, không có gió nhiều anh ha. Nè có hơi, có nắng nữa không? Có nắng nữa nè, cho nên cũng được. Sắp sụp đổ rồi. Sắp sụp đổ rồi. Rồi, sắp sụp đổ rồi. Đó nè, cho coi nè, đổ nè. Sắp đổ nè. Cái bãi biển này thích ơi là thích luôn á. Trời ơi, coi nè. Nè. Trời ơi. Nhưng mà cũng vẫn không đẹp bằng cái bãi ở San Malo nha. Bãi San Malo nó đẹp hơn nữa. Nhưng mà ở đây vậy là đẹp hơn những cái mình đi hôm nay rồi. Quá trời. Ta đi dạo nhiều lắm. Người ta tắm thì ít nhưng mà ta đi dạo thì nhiều nha. Bên kia có hai ông bà kia đang đi dạo kìa, ông bả lội luôn kìa. Ông bả lội luôn. Bên kia thì cũng có ông mới người tắm, đằng kia. Khúc đằng kia cũng có ông mới người tắm. Thế này đi thu về được cái gì, tìm được cái gì. Thôi chắc mình phải đi lên để chịu chỗ, giữ đồ đạc, vỏ đồ này kia liều của mình chảnh á. Mình cho Elodie nó xuống. Mình chưa thay đồ tắm cả nhà ơi. Chắc chút xíu nữa, đợi cho chút xíu nữa. Không có tạt nước. Ôi nè, nước mát quá trời luôn. Nước mát lắm luôn á. Không có lạnh, hồi sáng mưa vậy mà giờ này không có lạnh nha. Ai được bò lê bò lết luôn. Tha bụng. Tha bụng. Cái ba này đi nó. Ê, tha bụng lên. Cái em bé nè. Cậu cái em bé này, cái em bé nó dọc nước nè. Cậu cái em bé nó dọc nước nè, ba nó cho nó dọc nước nè. Đắp lên. Okay, hai cha con chơi cái trò gì vậy không biết nữa. Chơi cái trò đắp bùn. Chơi cái trò đắp bùn. Cái bãi biển này có mấy cái con này nè, con quét nè. Nó kêu quét suốt luôn. Lư khư luôn. Quá trời luôn đó. Đó. Nó kêu lừa hứa chứ. Tắm luôn rồi nè. Thấy chưa? Đi nay ra đây với mẹ không? Tắm luôn rồi nè. Cũng hết rồi nè.
không có lạnh nha, nước mát lắm cả nhà ơi. Ôi dạ. Trời ơi, bị sóng đánh, có quay vô không? Có, đánh. Đánh cái té luôn rồi. Đánh cái té. Trời nắng đẹp quá cho nên là cuối cùng mình cũng ra tắm thôi cả nhà ơi. Đó, cho cả nhà coi nè. Chưa? Đó. Cây cầu này đi nè. Family Elina. Rồi. Xong. Nước vừa lên luôn. Wow, c'est joli. Chuẩn bị lên để đi vô vin của nó nè. Mà Elina tới đây, Elina con dọc chơi đây. Đây gần trên sát sát bờ rồi cả nhà. Ở đây có một vỉnh nước, ở đây cũng cạn cạn ha, không có sâu gì mấy. Con gửi chưa? Con gửi hả? Cái phỉnh ở đây nó không có ấy. Được, chơi đi con. Nước ở đây nó chảy xuống dưới luôn. Đây còn một phỉnh ở đây. Cho nên mấy đứa nhỏ nó ở đây nhiều. Cái liều của nhà mình bên kia. À, vốn thu vế. À, ok. Một con cua nhỏ. À, bà vừa. Không thích đi ra ngoài xa kia thì ngồi ở đây dọc cũng được. Mấy đứa nhỏ nó ở đây dọc quá trời nhiều luôn nè. Không thích đi ra xa thì ở đây dọc ha. Giống như nè, mình chuẩn bị đi về mà Elina còn chưa chịu về nữa nè. Elina còn mê dọc ở đây. Đó, những cái con ốc móng tay nè. Trời ơi, nó bị sóng đánh lên tới trên đây luôn. Nó chết nhiều không? Vỏ nó quá trời nhiều luôn, nhiều lắm. Lừ khư luôn. À, 8 giờ mới nước lớn cả nhà ơi, mình hỏi rồi, 8 giờ mới nước lớn cho nên mình không có đợi tới 8 giờ đâu, mình đi chỗ khác nữa. Mình còn phải đi chỗ khác nữa chứ mình muốn cũng ở lại, nếu mà có thời gian thì cũng muốn ở lại coi 8 giờ nước lên tới trên cao này chắc đẹp lắm. Elina. Elina, bye bye cô chú ơi. Bye bye. Hồi nãy lúc nhà mình mới tới không có ai nha, bây giờ quá trời luôn. Bây giờ bãi biển đông người lắm. Thôi lúc đó mình mới tới là 1 giờ. Lúc đó là vừa mới hết mưa, bây giờ bắt đầu nắng lên nè. Trời ơi, người ta đông. Mặc đồ xong rồi hả? Chơi đã chưa con? Đã xong rồi, giờ bắt đầu chơi đói xong rồi giờ lên ăn nè. Đó, bây giờ đó, chuẩn bị đó, dọc. Đông lắm. Thấy không? Ta nằm quá trời luôn. Ở dưới kia thì ta tắm nhóc ở dưới. Hồi nãy mình tới chưa có ai hay đi ha. Giờ quá trời nhiều. Tại giấc này nắng lên nhiều nè. Bắt đầu giấc này người ta mới tắm tới chiều nè. Elina tắm xong rồi lên nè. Đói bụng rồi. Ăn. Giờ ba đi mua đồ biển rồi.